Làm nồi cho Exeter 135, 5 số con tay, tìm xe khách. Đang lắp ráp nha anh em. Anh em nào chạy Exeter 5 số con tay bị tuột nồi hao xăng, cứ qua tìm xe khách ha. Có nhận làm nồi làm máy cho anh em. Nó cấp máy lên full 135, 150, 175, 200, 250 nha. Bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng cho anh em ha. Thời gian làm nồi khoảng nửa tiếng là xong rồi ha. Mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Anh em ở xa thì liên hệ ở Khánh ha, số điện thoại Khánh 038 9910 535.